Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Người mẹ Ukraine, tôi thấy con mình bị giết, rồi tôi bị giam dưới hầm. Victoria Kovalenko nhớ khoảnh khắc này rất rõ. Có pháo nổ, hay cái gì đó nổ, nó làm cho tôi ù hết cả tai. Cửa kính sau xe vỡ vụn, chồng tôi hét ra khỏi xe ngay. Nỗi kinh hoàng ngày hôm đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Lời kể sau đây có chi tiết có thể làm cho bạn đau lòng. 9 ngày kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, giao tranh vẫn ác liệt. Victoria và chồng chị, anh Petro, cuối cùng quyết định rời Chernihiv, thành phố phía Bắc. Họ muốn giữ an toàn cho các con. Veronica, 12 tuổi, là con gái riêng của Victoria với chồng cũ. Con gái chung của họ, Varvara, mới 1 tuổi. Họ mang theo những gì cần thiết và lái xe ra khỏi nhà. Khi họ rời ngoại ô thành phố và hướng về phía nam, gần làng Yahidne, có những đống đá chắn đường. Petro tạt xe vào lề đường, ra khỏi xe và bắt đầu chuyển đá sang một bên. Chỉ sau chốc lát, xe của họ bị bắn. Con gái lớn của tôi, Veronica, bắt đầu khóc vì đầu tôi bị một mảnh kính vỡ bắn vào làm cho chảy máu. Chị Victoria kể. Vừa nói, chị vừa chỉ vào một vết thương trên gò má, một vết sẹo nhỏ còn tấy đỏ. Veronica bắt đầu kêu la, tay nó run lên, nên tôi cố gắng bảo cháu bình tĩnh. Nó ra khỏi xe và tôi đi theo. Khi tôi ra khỏi xe, tôi thấy cháu ngã xuống. Khi tôi nhìn, thì đầu cháu đã bay mất. Xe của họ bị pháo Nga bắn và bốc cháy. Tôi cố giữ bình tĩnh, tôi bế con gái nhỏ và tôi cần phải đưa nó đến nơi an toàn. Chị không nhìn thấy Petro nữa, nhưng sự im lặng của anh cho Victoria biết rằng chồng chị cũng đã chết. Chị chạy khỏi chiếc xe đang bốc cháy. 24 giờ tiếp theo, chị phải cố gắng sống sót. Victoria và con gái bé Varvara trú ẩn trong một chiếc xe đỗ bên đường. Nhưng đạn pháo lại tiếp tục rơi. Chị chạy vào một tòa nhà nhỏ rõ ràng đã được binh lính sử dụng. Trốn ở đó, chị tắt điện thoại để dành pin. Chị không biết làm sao để giữ an toàn cho mình và con gái. Ngày hôm sau, hai mẹ con chị được quân Nga tìm thấy khi họ đi tuần tra. Họ được đưa đến một trường học ở Yahidne và giam dưới hầm. Hai mẹ con chị phải sống dưới hầm trong 24 ngày tiếp theo, trong tình trạng khổ sở. Victoria chứng kiến có người chết xung quanh chị và không được chăm sóc y tế khi họ cần. BBC đã tới căn hầm đó và nói chuyện với những người khác cũng bị giam ở đó. Những người bị giam cho biết thi thể của người chết không được đưa ra ngoài và nằm ở đó nhiều giờ, thậm chí có khi cả vài ngày. Có khoảng 40 người trong căn hầm chật hẹp, Victoria kể, và không có chỗ để cử động hay là đi lại. Không có ánh sáng trời nên họ phải dùng nến và bật lửa. Căn phòng bụi bặm và nóng bức, và mọi người thấy rất khó thở. Hầu hết thời gian mọi người không được ra ngoài, thậm chí là để đi vệ sinh. Họ phải dùng xô. Việc thiếu cử động khiến cho mọi người phát ốm. Họ ngồi trên ghế, ngủ trên ghế. Chúng tôi thấy mạch của họ nổi lên. Họ bắt đầu chảy máu. Victoria nhớ lại. Cô phải chịu nỗi đau tinh thần khi vừa mất chồng và con gái lớn trong lúc chị sống trong tình trạng cùng cực như vậy. Chị nói với chúng tôi, chị cố giữ bình tĩnh và quyết tâm nhất có thể, tập trung toàn bộ sức lực vào việc cứu sống con gái còn lại. Rồi chị yêu cầu binh lính Nga mang thi thể của Petro và Veronica tới ngôi trường mà chị bị giam để chị chôn cất họ. Chị nhờ chồng cũ, cha của Veronica, tới tìm xác xe hơi bị cháy và chụp ảnh người đã mất. Họ gần như không còn hình người. Gần như chẳng còn gì từ chiếc xe bị cháy. Chỉ còn chiếc quần áo của Veronica bị nhiều vết đạn xuyên thủng và đầy bụi than. Một cái vòng tay với vài hạt hình trái tim. Hai biển xe cháy thành màu bạc vì sức nóng của ngọn lửa. Victoria nhớ lại ngày mà thi thể chồng con tới nơi, đó là ngày 12 tháng 3. Họ gọi tôi và nói, đi nào, và chị sẽ thấy họ nằm ở đâu. Họ được chôn trong rừng, trong hai huyệt cạnh nhau, một huyệt lớn hơn, một huyệt nhỏ hơn, và hai cây thập tự đánh dấu. Chúng tôi bắt đầu lấy đất phủ lên mộ, nhưng đạn pháo lại bắt đầu bắn, nên chúng tôi chạy đi trước khi kịp chôn xong, rất đáng sợ. Tôi hỏi Victoria, chị muốn nói gì với những người đã gây ra đau thương này cho gia đình chị? Nếu tôi được giao trách nhiệm bắn Putin, tôi sẽ bắn. Chị trả lời, tay tôi sẽ không run
nếu bắn ông ta. Trước khi gặp tôi một ngày, chị có buổi đầu tiên với bác sĩ tâm lý. Khi tôi ở bên mọi người, khi tôi làm việc gì đó và giao tiếp, tôi quên chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi tôi một mình, tôi chìm trong đau đớn. Khi chị kể những lời này, nước mắt chị trào ra. Chị cho tôi xem một chiếc dây đeo chìa khóa, một con bò nhỏ với trái tim trên ngực. Đó là món quà từ Veronica. Gắn trên dây đeo chìa khóa là một chiếc nhẫn nhỏ có khắc chữ. Đó là từ nhà thờ, cháu cũng mang về cho tôi. Nó là một chiếc bùa, tôi cảm thấy nó đã cứu sống tôi. Nó nằm trong túi áo của tôi, lúc nào cháu cũng ở đó để giữ cho tôi được an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Người mẹ Ukraine, tôi thấy con mình bị giết rồi tôi bị giam dưới hầm. Do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Việt Nam bất ngờ thông báo diễn tập quốc phòng, sân bay đóng cửa, du lịch xáo trộn. Sân bay Phú Cát ở miền Trung Việt Nam đóng cửa và hàng loạt các chuyến bay đi Quy Nhơn kể từ ngày 12 tháng 4 đến 25 tháng 4 phải thay đổi hành trình sau thông báo diễn tập quốc phòng bất ngờ vừa được giới hữu trách Việt Nam công bố trên truyền thông vào ngày 8 tháng 4, chỉ ít ngày trước khi cuộc diễn tập được tiến hành. Giữa bối cảnh quốc gia láng giềng Trung Quốc cũng tổ chức diễn tập và cấm tàu thuyền qua lại ở khu vực Biển Đông sát với Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ giới hữu trách sân bay Phú Cát cho biết họ mới nhận được thông báo về cuộc diễn tập vào ngày 6 tháng 4. Thông báo cho biết cuộc diễn tập bắn đạn thật sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 11 tháng 4 đến 21 tháng 4. Giờ bắn trải dài từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm mỗi ngày. Các máy bay hàng không dân dụng không thể cất và hạ cánh trong thời gian có hoạt động bắn dài ngày của quân sự, khiến cho tất cả các chuyến bay đi đến Phú Cát cả ngày lẫn đêm trong khoảng thời gian trên đều bị ảnh hưởng. Thông báo đóng cửa 10 ngày của sân bay Phú Cát hiện đang khiến cho các công ty lữ hành và du khách náo loạn, theo tường thuật của Vietnamnet. Tờ báo dẫn lời của ông Đoàn Tuấn, trưởng phòng du lịch trong nước, công ty du lịch dịch vụ Hà Nội, cho hay công ty đã nhận được thông báo đóng cửa của sân bay Phú Cát và toàn bộ các chuyến bay đi đến Quy Nhơn, khứ hồi trong giai đoạn đó đã bị hủy. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ có các đoàn khách cả trăm người đã đặt vé máy bay, khách sạn và thanh toán trước đó cả tháng. Doanh nghiệp ở Hà Nội bày tỏ lo ngại rằng sự kiện bất ngờ sẽ làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Việt Nam, vốn đang được nỗ lực phục hồi sau tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng thông báo hành trình của tất cả các chuyến bay trong khoảng thời gian trên sẽ thay đổi từ đến đi Quy Nhơn sang đến đi từ Tuy Hòa để tránh các ảnh hưởng của diễn tập. Trước tình hình này, Cảng Hàng không Phú Cát thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ngày 7 tháng 4 đã gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, kiến nghị xem xét phối hợp điều chỉnh thời gian diễn tập quân sự nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác sân bay dân dụng. Mặc dù kiến nghị nói diễn tập là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, tăng cường đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia, theo Tuổi Trẻ. Thông tin về cuộc diễn tập được loan đi một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa Biển Đông và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam bằng các hoạt động tập trận và cấm tàu thuyền qua lại. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4, tiếp theo cuộc tập trận trước đó kéo dài từ ngày 4 tháng 3 đến 15 tháng 3 ở Biển Đông, trong khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 4, khi được hỏi Việt Nam sẽ có biện pháp gì tiếp theo sau khi đã giao thiệp với Trung Quốc vào thời điểm đã diễn ra cuộc tập trận trước, nhưng quốc gia láng giềng vẫn tiếp tục tiến hành diễn tập. Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói Việt Nam sẽ tiếp tục giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Việt Nam bất ngờ thông báo diễn tập quốc phòng, sân bay đóng cửa, du lịch xáo trộn do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.